Hey, xin chào bà con và các bạn. Chào mừng bà con các bạn đến kênh Tâm Phúc Vlog của mình. Kênh chuyên mua bán bò và chia sẻ kinh nghiệm nuôi bò. Thì kênh mình hiện nay thì làm dịch vụ cho rất nhiều trại bò. Thì mỗi trại bò có bán một loại bò khác nhau. Thì bà con nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình và sau đó tiện theo dõi những cái video, những clip của những trại bò. Thì chiều hôm nay chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 thì hôm nay mình làm video cho hai cái trại bò luôn nha bà con. Thì một trại bò thứ nhất là bán dòng bò vỗ béo, bò khoảng 6 tháng đến 7 tháng tuổi nha. Còn trại thứ hai thì bán bò sinh sản. Đó. Thì cái trại bò thứ nhất là của Ron Trần ở cống Bùng Binh, ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp nha. Chuyên bán những con bò 3B và bò pháp kem vỗ béo. Và cái trại bò thứ hai thì của anh Lộc ở gần cầu Trào Phí, gần khu du lịch Long Điền Sơn, thành phố Tây Ninh nha. Thì trại bò anh này thì chuyên bán các dòng bò sinh sản, đặc biệt là bò xin nha. Anh này bán cả bò sinh sản, bò xin, có cả xin đực luôn nha bà con. Thì bà con nào thích những mẫu bò nào thì vào xem rồi thấy thích hợp thì hãy gọi qua những số điện thoại của từng trại bò mình đã để trên màn hình nha. Thì bây giờ mình mời bà con xem video nha. Giờ hôm nay em xin báo giá 6 con bò, 4 con kem và 2 con 3B. Là trạng tháng nó là khoảng 6 tháng rưỡi đến 7 tháng tuổi mọi người. Dài lên. Con số 1. Cái này con số 2. Này. Mình dai mọi người. Con số 2. Đây con số 3. Dai hở hết nha mọi người. Dai đôi hết. Đây tới con số 4. Dai này. Ngày tới con 3B. Số 5. Mấy con bò này chủ nó không có chăm sóc kỹ nên nó ốm rồi mọi người. 7 tháng tuổi mà ốm dai hở rồi mọi người. Rồi. Cuối cùng con số 6. Đấy, 6 con bò. Rồi cặp 3B này còn với số 5 với số 6 là 48 triệu nha mọi người. Đó. Rồi 4 con kem này em show đồng giá là 24,5 con nha mọi người. Đây. Rồi để em đi xuống phía sau, xuống nền, đứng phía sau nó quay cái dàn mông, cái dàn xương cho mọi người xem. Đây, khoảng cách từ em đứng tới con bò là 3 mét. Con số 1 nè. Xương nè. Đó, chiếc dép ăn đây, chiếc dép em đang mang đó. Đó. Dép em đang mang nha. Đây. Số 1. Con số 2. Con số 2 đây. Mông nè mọi người. Cậy đuôi khỏi chơi nữa ha. Linh đó. Cậy đuôi con số 1 nè. Ít nè. Con số 3 nè. Đó, con số 3.
dừng lên con số 3 nè. Dài hở hết nha mọi người. Dài lắm nè. Mấy con bò này đang đói rồi mọi người, ăn rơm không ạ? Chủ vỏ bê nè, dính phân nè, dành xương nè, mọi người thấy không? Đó, xương kem nè. Đó, cây đuôi nè con bò nè. Đó. Chiều cao chỗ xí lưng của bốn con kem này nè là đều bằng là 1m1 hết nha mọi người. Cổ xí lưng đó 1m1 hết. Đó. Bốn con này em show đồng giá là 24,5 con. Đó. Đó, em quay xe em đứng về xa ra cho chặn bốn con bò nhìn thấy chặn cho mọi người dễ thấy. Đó. Rồi tới cặp ba bê ha. Cặp ba bê này chỗ xí lưng cao 1m06. Đó. Chủ bỏ bê vì ốm quá ốm. Nói ốm quá ốm rồi chứ thật. Bò này mà. Cũng tầm trung luôn rồi. Nói chung không phải bò độ, lô bò này tầm trung thôi à. Dành cho anh chị nào chăm sóc kỹ kỹ. Đâu em bò này về chăm sóc kỹ, em bò tiêm vaccine rồi ha, sổ sáng lá gan với ngừa lở mồm long móng rồi ha. Đó. Chạy bò em ở cống Bùng Binh cấp 3 An Phong. Rồi, chào cả nhà mình ha, em ở thành phố Tây Ninh gần cầu Bến Dầu thành phố Tây Ninh nè nha. Ngày nay em có mấy bò muốn bán để cho anh chị mua về nuôi dỗ béo thêm hoặc làm cá sinh sản gì ha. Rồi, đây là cặp bò đầu tiên em xin giới thiệu. Đó. Con đầu tiên nó sấy đó. Đậu thì đậu trụi. Đó. Vu nè, bò đây bò xin hoặc có người miền Tây thì người ta gọi là bò vu. Màu này màu đỏ mật. Đó. 8 móng sò, chân đứng thẳng, cùng đứng thẳng hết luôn nha. Đó, bò này tầm giá là 11 tháng nha. Đó, giái đen thui luôn nha. Đó, quay kỹ cho cô chú anh chị coi nha. Rồi em đứng xa từ 3 đến 4 mét luôn nha, cho nó hết con bò để cho cô chú anh chị coi cho kỹ con bò nha. Đó. Rồi cái đuôi đây. Đó. Đuôi đuôi bẹ nha. Đó, chân đó, đuôi dài gần sẽ chút có tắt nha. Dàn lưng này, lưng này lưng đôi nha. Đó. Đó, quay xa hai hướng luôn cho cô chú anh chị coi cho kỹ nha. Rồi cho hết bò luôn đó, đậu yếm lòng thòng luôn, lúng luôn đó. Bò đây bò chiên, Tây Ninh gọi là bò gu, bò chiên còn miền Tây gọi là bò gu. Bò đây đỏ mặt luôn nha. Đó, dàn đầu nè, em lai gần cho coi đó, xây đó. Gu nè. Đó, xây lưng nữa. Màu mè thì đỏ mặt luôn nha. Rồi, qua em qua con thứ hai nha. Con thứ hai nè. Nè, đầu của nó nè. Đó, con đầu bự luôn nha. Tay nhỏ hết luôn nha. Gu đó. Hai con này thì con đầu tiên thì sấy bướm nghiêm chỉnh, còn con thứ hai thì cái sấy lưng nó hơi sụt phía sau một chút nha cô chú anh chị. Đó, sấy lưng đó. Đó. Chân thì tám muốn sò hết luôn. Đứng thẳng hết nha, chân đứng thẳng nha. Đó, dậu nó đây. Dái nó đó, lại gần chắc cô chú anh chị coi luôn. Yếm nè. Đứng xa cho cô chú anh chị coi lấy hết bọt luôn nha. Đây dàn lưng nè, thân lưng nó đó. Rồi. Đây em đứng khoảng 3 mét nha cô chú anh chị. 3-4 mét vậy nha. Bò đây cao 1 mét 17, 15, 17 bò nha cô chú anh chị.
bò đem bán tại chuồng á, giá tại chuồng là 45 triệu. Anh chị nào ưng ý thì cứ gọi em. Rồi em qua con lẻ, em có con đực lẻ nữa nè. Đó, con đây thì cao khoảng tầm 1m1 bò rồi, con đây 6 đến 7 tháng tuổi. Đó, con đây sấy vú nghiêm chỉnh luôn nha, cũng ngu luôn, cao 1m1 bò luôn nha, chân nè nó cũng tám móng sò đứng thẳng luôn. Mà con đây điều cái nó khó hơi thiếu cái dậu nha cô chú. Đó, dài đó, dậu thì nó có mà có ít nha. Rồi sấy nè, sấy lưng nữa. Xem mặt đó, ở mặt đó, bò đem bán giá tại chuồng là 16 triệu nha, con đây tầm giá 6-7 tháng nha, ăn uống thì khỏi bao phê luôn nha. Đó, con đây giá tại chuồng là 16 triệu, 1m1 bò, chân đó. Lại gần nhận chân xác cho cô chú coi nha nghe. Đó. Rồi em qua xem tiếp có ba bộ cái. Con đầu tiên đây thì con bộ cái chữa. Đó. Nay nó chữa 5 tháng rồi, nó được 18 tháng. 18 19 tháng gì đó. Chữa 5 tháng nha, em có khám rồi, em bao khám cho cô chú luôn nha. Rồi khứa y nó báo là có bầu đó, em có khám luôn rồi đó. Đây sẽ mặt nó đây đó. Dạng đầu đó, dạng lưng nè. Tại bò sáng giờ nó sáng ngủ dậy nó đói nên bò nó ốm, có sao nó dậy luôn nha, chứ không có cho ăn chị chậm nghe. Để cho ăn vô cái mấy chú nói là cho bò nó ăn no rồi mập dễ chứ coi bò. Bò đây bò đồng, bò gò nghe, bò đây thiếu nuôi, giờ cô chú anh chị chăm sóc nuôi kỹ lên bò đó. Đó, dạng chân đó nè, dậu yếm thì lòng thòng em, con đây sấy vú nghiêm chỉnh, con đây em bán giá tại chuồng 25 triệu. Đó, cậy đuôi nè, đó, chim đen, đuôi dài gần khuất đất. Đó, dàn lưng nè, sấy nè, đây sấy lưng nè, đó, sấy mặt đó, đó cho rõ luôn nè. Em đứng xa ra nha, dậu yếm con này cũng lòng thòng luôn đó, đúng đó, chiền cái dậu dài chọc nha. Gần lưng rồi đó. Rồi em qua thứ hai, con thứ hai luôn, đây là con gọi ở Tây Ninh gọi là con bò khú nha, tại vì nó đỏ rồi nó đen đen á, nó khú rồi tay nó đen luôn, tay nó cũng lỗ tay đen luôn nè. Đó, dàn đầu đó, sấy mặt nè, đó, mặt nó đó, chân nó em cũng đen thui luôn, kiền đen hết luôn nè. Đây là sấy lưng đó, dàn lưng nó sấy bướm thì nghiêm chỉnh luôn nha, bán bộ cái thì sẽ vô nguyên chỉnh hết nha cô chú. Đó, dàn lưng nữa, lúc nữa nè, lúc nữa. Con này thì được 15 tháng tuổi, con này về nuôi chừng tháng 2 tháng nữa rồi gác nọc được rồi nghe, ai muốn bơm tinh gì đó bơm luôn nghe cô chú. Bò đây thì nó đen đen, vú nó cũng đen luôn. Đó, móng cũng đen, lỗ tai cũng đen luôn. Ai mua về bơm 3B là cực kỳ đẹp luôn nha. Bò đây mai mốt mẫu tăng nhất nha. Rồi. Đó, dành chân á. Rúng nè, em quay kỹ cho cô chú coi nha. Đó, rúng nó đúng. Đó. Dành lưng nè, đuôi nè. Đó. Các bạn ăn tới trò hết nha. Đó. Rồi, em qua con thứ ba luôn. Con đây nó 10 đến 11 tháng, 10 tháng đó. Rồi con thứ ba con cái luôn, em quay dàn đầu nó luôn nè, quan kỹ dàn đầu trên cô chú coi nè. Đó, cũng màu đỏ luôn nha, sấy bướm nghiêm chỉnh luôn nha.
Rồi. Con này em bán giá tại chuồng 22 triệu luôn nha. Cô chú nào rúng thì rúng chuyện từ trước đây sao luôn nha. Đó, dầu yếm lòng thòng luôn. Con nè. Đó. Đó chừng đó. Đó. Bò đây thiếu thiếu uống nước nên nó chảy nước mắt nha cô chú. Mình về mình tập cho uống cám nó lại chứ bò mới về cho nên dậy ngang cô chú. Đó, xây bướm thì nghiêm chỉnh luôn nha. Thôi video nó cũng dài rồi. Em xin kết thúc tại đây luôn nha.